cặp nhà quá đẹp, view kênh xanh mát. Nhà đẹp Kim Thủy mến chào cô chú và anh chị. Trước mắt cô chú và anh chị một cặp nhà sổ hồng riêng từng căn không có chung ai hết. Và sổ này sẽ được ngân hàng cho vay trả góp dài hạn cô chú và anh chị khỏi lo về pháp lý. Và đất ở thổ cư lâu dài, tiện ích nhà mình là không thiếu gì hết. Hướng từ đây ra chợ Trung Thành, khu công nghiệp Cầu Tràm khoảng hơn 1 cây số. Mình ở tất cả các quận huyện, đi theo tuyến đường quốc lộ 1A đến chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện. Nhà mình gần ủy ban xã Phước Hậu luôn. Đây, con đường này sẽ ra Phước Hậu nè. Tuyến đường là đường thông, xe tải chạy đến nơi và cái cầu này cũng xe ô tô qua được luôn. Với căn nhà hôm nay, diện tích rộng rãi, ngang 4,5m, dài cho 24m. Được cái là view kênh xanh sạch mát lắm, cô chú và anh chị yên tâm, không có sợ ô nhiễm đâu. Với mẫu nhà hướng đông mát mẻ, chỉ cần có trong tay 1 tỷ thôi, mình có ngôi nhà như ý này rồi. Đây là phần thanh toán trước, phần còn lại sẽ được ngân hàng cho vay trả góp dài hạn. Đây, nhà mình có thiết kế sân trước và thiết kế nhà mình hiện đại, sang trọng, mặt diện kiểu mái Thái, rất là dễ thương. Và bên trong chi tiết nhà có nội thất nữa, đều là những combo mới 100%. Thiết kế một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, thích hợp cho gia đình được nhiều thành viên, nhiều thế hệ, có phòng ngủ tiện ích tầng trệt. Bước vào khoảng không gian phòng khách là thấy dễ thương ấn tượng rồi, chắc chắn là nơi ở tuyệt vời cho nhiều thế hệ. Nhìn ra cái view nhà mình nó thích mát gì đâu cô chú và anh chị, xung quanh ở đây có người dân ở hiện hữu rồi, không có sợ vắng vẻ bị buồn. Cặp nhà hôm nay là một trong những giá trị rẻ sổ hồng riêng trên thị trường của cô chú và anh chị. Tổng giá nhà mình là 2 tỷ 250 triệu không phát sinh, còn bớt thương lượng cho cô chú và anh chị nữa. Công trình bên chính chủ xây dựng đảm bảo cô chú và anh chị khỏi lo về giá. Và căn nhà này đang tìm chủ nhân có duyên nhất á. Thời nhà cũng là cái duyên mà cô chú và anh chị ha. Căn nhà này đã xây thời điểm trước, nhưng mà với căn nhà mới hôm nay là một sự lựa chọn tuyệt vời mà cô chú và anh chị đang cần sổ hồng riêng, nhà mới, nhà đẹp sang. Nhà hôm nay có tặng nội thất thêm nữa. Lúc trước ở bên công trình bên Kim Thủy thì chưa có tặng nội thất, nhưng hôm nay có tặng thêm để cho con ngôi nhà mình ấm cúng hơn, để tìm chủ nhân có phù hợp, có duyên nè. Và với khoảng không gian phòng bếp có một cái quầy bar tặng cho mình ghế sofa thêm bộ bàn ăn này nữa, rất là ấm cúng. Ai cũng muốn tìm cho mình một căn nhà phù hợp, đẹp nhất, là rẻ nhất và gần trung tâm nhất, và phải đông người nữa, nhưng giá trị sẽ không còn những giá trị rẻ như căn nhà này. Khu vực này là gần khu công nghiệp Cầu Tràm, chợ Trung Thành và gần ủy ban xã Phước Hậu. Di chuyển về trung tâm khoảng tầm 30 phút à, theo tuyến đường quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt. Đặc biệt cô chú và anh chị đang làm ở chợ đầu mối Bình Điền thì đến căn nhà mình nó khoảng tầm 15 phút thôi. Với căn nhà này thiết kế đầy đủ công năng, có phòng ngủ tiện ích tầng trệt và khoảng sân sau mát mẻ, nơi để máy giặt chỗ này luôn, và có những khung sắt an toàn chắc chắn. Nhà này cô chú và anh chị sau này mình hoàn công được luôn nè, còn cần bên Kim Thủy hỗ trợ hoàn công cũng được luôn nha. Hoàn công thì có giá trị nhà mình hơn thôi, chứ cô chú và anh chị tìm hiểu nhà bên Kim Thủy là chi tiết nào Kim Thủy đều tư vấn rõ hết, để cô chú và anh chị yên lòng khi mà làm việc với kênh nhà đẹp Kim Thủy nha. Sắp tới cô chú và anh chị mình chờ đón xem những căn nhà cấp 4 bên Kim Thủy dưới 2 tỷ thôi, được 3 phòng ngủ, chắc chắn là những cái mẫu nhà được cô chú và anh chị chọn rất là nhanh. Vì bây giờ giá dưới 2 tỷ còn hiếm hoi lắm cô chú và anh chị ơi, với tầm phân khúc này nhỉnh 2 tỷ như căn nhà hôm nay đâu có sự lựa chọn cũng quá như ý rồi. Xin mời cô chú và anh chị lên lầu cùng với Kim Thủy nha. Và trên đây được thiết kế nè, đựng cái thanh thể gỗ dọc dọc theo những bức tường này cũng dễ thương và hay lắm á. Cần không gian thờ, có thể thấy ở đây đặt chân thờ cũng được nè, tùy vào cách thiết kế và bố trí của tùy gia đình. Và căn phòng ngủ thứ hai, căn phòng ngủ này có thể thấy rộng nè, ở 2 thành viên được nè, có dây đồng, máy lạnh chỉnh chu và đèn led, có cửa sổ bên hông nha, cho thoáng hơn. Và phía sau cùng bên đây là khoảng căn phòng vệ sinh, có những cái khung sắt an toàn giống như ở dưới gì đó, nhưng mà nó thoáng hơn. Đó, phòng vệ sinh trên đây cũng rộng luôn. Nó đầy đủ trang thiết bị cần thiết, một combo rất là dễ thương. Và dọc theo cái lối đi này cũng thoáng nữa, các bạn chị với cái mẫu nhà hôm nay lý tưởng rồi. Đã ở trong trung tâm nội thành khói bụi ồn ào rồi, khi mà xem cái mẫu nhà này cô chú và anh chị muốn quay về đây để sinh sống thôi. Mát mẻ, trong lành, xanh sạch đẹp. Đây, view kênh mát mẻ, cô chú và anh chị sẽ mê khi mà đến xem, vì view kênh này kênh sạch mà. Và với căn phòng ngủ thứ ba, với view là view trước nhà mình nè, bước ra cái khoảng ban công này đây an toàn và chắc chắn. Xung quanh dân cư ở đông nè, cô chú và anh thấy nhà hàng xóm ở hiện hữu hết rồi. Một cặp nhà còn hai sự lựa chọn cho cô chú và anh chị nha, đang tìm chủ nhân có duyên. Và với mức giá hôm nay là so với thời điểm trước đã giảm rồi á, và còn hôm nay tặng thêm nội thất nữa, sofa, bộ bàn ăn cho ngôi nhà mình ấm cúng hơn. Ngang 4,5m, dài 24m, công năng sử dụng đến một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Cách trang trí nhà mình mẫu hiện đại dễ thương, kiểu mấy Thái bên ngoài đã thấy dễ thương rồi, bên trong chi tiết càng làm cho cô chú và anh chị mình muốn sở hữu căn nhà này. Công trình nhà đẹp bên Kim Thủy sắp tới còn rất là nhiều, cô chú và anh chị mình đăng ký kênh để chọn cho mình căn nhà như ý ạ. Hướng nào cũng có. Với căn nhà hôm nay là hướng đông,
Số tay Kim Thủy có để trên màn hình kèm theo cái số Zalo nữa của chú và anh chị gọi và nhắn tin cho Kim Thủy lúc nào cũng được. Kim Thủy cố gắng tương tác với cô chú và anh chị sớm nhất để chọn căn nhà sớm đi xem ạ. Mến chúc cô chú và anh chị khách hàng gần xa trên kênh thì Kim Thủy sớm chọn căn nhà như ý cho mình. Và với đây một cặp nhà qua cái cầu dễ thương này, kiên cố chất lượng lắm cô chú và anh chị yên tâm nha. Nhà bên Kim Thủy có bảo hành nhà cho mình nữa. Bình yên ngay tại chính ngôi nhà này. Mến chúc cô chú và anh chị sớm có nhà như ý ạ.